đang chơi xích đu, hai cô gái rơi khỏi vách núi khiến cho nhiều người chứng kiến hoảng hốt. Mới đây, một cảnh tượng rùng mình được chia sẻ trên mạng xã hội khiến cho nhiều người xem không khỏi thót tim. Trong video là hai cô gái trẻ đang leo lên chiếc xích đu được đặt ở sát mấy vách núi để mà sống ảo và tìm kiếm cảm giác mạnh, hòa mình với thiên nhiên. Phía sau lưng là một chàng trai to khỏe có nhiệm vụ là đẩy chiếc xích đu bay cao, bay xa để thỏa mãn khách du lịch. Tuy nhiên, khi cả hai đang bay cao trên xích đu để tận hưởng thì bất ngờ một sợi dây xích bị đứt lìa, khiến cho hai cô gái tuột tay rơi khỏi xích đu, trực tiếp rơi xuống vách đá. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến những người chứng kiến hoảng hốt la hét thất thanh trước cảnh tượng kinh hoàng này. May mắn là hai cô gái giữ được mạng sống khi ngã vào bệ gỗ nhỏ nằm ngay sát mép vách đá. Sau sự việc, hai cô gái bị trầy xước nhẹ, tuy nhiên tinh thần rất hoảng loạn. Đoạn clip ghi lại sự việc hiện đang được chia sẻ và nhận về rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người rùng mình không dám nghĩ đến những điều tồi tệ nếu có sự cố xảy ra ở độ cao 2.000m như trong clip. Tuy không rõ trách nhiệm thuộc về ai, nhưng chúng ta có thể thấy đây rõ ràng là một trò chơi quá nguy hiểm khi thực hiện ở một vách núi treo leo nhưng không hề trang bị dây an toàn cho người tham gia. Sự việc cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người thích sống ảo mà không hề suy nghĩ đến sự an toàn của bản thân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tình 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.